Theo thông tin từ Volkswagen, từ đầu năm 2022, mẫu xe ô tô hạng D-Passat đã ngừng nhập khẩu. Hiện, các đại lý của Volkswagen cho biết, hiện họ nhận được thông bán bán nốt các sản phẩm Passat còn tồn. Passat được niêm yết với giá từ 1 tỷ 40 triệu. Tại đại lý, mẫu xe này đang có giá khoảng 1 tỷ 250 triệu, giảm hơn 200 triệu so với mức niêm yết. Không có nhiều xe cho khách hàng lựa chọn, chủ yếu là các sản phẩm sản xuất trước năm 2020. Volkswagen bỏ ngỏ việc có thể đưa Passat trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Đại diện hãng cho biết, nếu đưa mẫu xe đen cỡ D này trở lại thì sẽ cố gắng thiết lập mức giá tốt hơn. Volkswagen Passat được phân phối tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 8. Đây là mẫu xe đối thủ của Toyota Camry. Passat được thiết kế bởi Walter Z. Silva, cựu kỹ sư trưởng của tập đoàn Volkswagen vốn từ thương hiệu Audi chuyển sang. Về kích thước, Volkswagen Passat dài 4.767mm, Rộng 1832mm và cao 1441mm Về ngoại thất, xe có lưới tản nhiệt dạng 4 thanh ngang mạng chrome Thân xe với những đường gân dập nổi kéo dài từ cửa trước đến cụm đèn hậu Đèn xe công nghệ LED, cụm đèn sau cá tính tích hợp công nghệ tự động bật tắt trên tự động Điều chỉnh khoảng chiếu sáng mở rộng góc chiếu khi vào cua chế độ Minh Home và Living Home Xe sử dụng mâm xe hợp kim nhô 18 in thiết kế khí động học Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện Tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng, có chức năng sấy. Về nội thất, Passat được trang bị ghế ngồi bọc da cùng với tính năng ghế chỉnh điện 14 hướng và chức năng massage dành cho ghế lái. Tay nắm cần số bọc da, vô lăng bọc da, tích hợp các phím đa chức năng và kết nối điện thoại Bluetooth. Đồng hồ trung tâm kết hợp màn hình đa thông tin MFD. Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng lớn 8 inch kết nối CD, Bluetooth. Màn hình còn có chức năng hiển thị tín hiệu của hệ thống kiểm soát cự ly đỗ CPDC camera lùi và các chức năng cài đặt liên quan đến vận hành xe. Hệ thống âm thanh giải trí gồm 8 loa, điều hòa nhiệt độ tự động 3 vùng điều chỉnh nhiệt độ độc lập cho hàng ghế sau, ổ cắm nguồn 12V trước sau, đèn chiếu sáng khu vực để chân hàng ghế trước. Khoang hành lý rộng rãi đủ cho 12 vali cỡ chung hoặc 4 túi gôn, có thể mở bằng remote. Về động cơ, xe sử dụng động cơ 1.8 TSI kết hợp giữa turbo tăng áp và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, công nghệ biến thiên chiều dài đường ống nạp khối động cơ này, cho công suất cực đại 180 mã lực mô men xoắn cực đại 250 Nm. Cùng với đó, là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp số kết hợp chế độ số, sử dụng phanh động cơ và chế độ thể thao S. Mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp theo công bố của nhà sản xuất là 7 lít tư cho 100 km.